Maybach. Chà, quán bar này có phong cách thật đó, ngầu thật. Cổ điển kết hợp với hiện đại, rất hài hòa. Ừ. Nè 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 nè, Giang Tiểu Mỹ. Hứ, cô Giang. Ôi trời, hai quý ông Lam Bạch đây mà, đúng là trùng hợp ha. Trùng hợp. Giới thiệu với hai anh, cô đây chính là bạn thân của tôi, Âu Hiểu Âu. Chào anh. Còn họ là khách của đoàn du lịch mà chị dẫn, anh Bạch Chí Dũng và anh Lam Thiên Ngu. Chào cô. À, nghe danh đã lâu. Nghe chị Tiểu Mỹ từng nhắc tới hai người. Hai bợm nhậu ha, trạng thái tinh thần không lành mạnh cho lắm, làm cho cả đoàn chị Tiểu Mỹ dẫn quậy tới nỗi thành một mớ bồng bông luôn. Có điều hình tượng này cũng không tới nỗi tệ, cũng đẹp trai đó chứ. Tôi còn tưởng hai anh là cái kiểu xấu xí thô lỗ, đầu trộm đuôi cướp nữa chứ. Ừ. Cô bé này hài hước quá ha. Đúng là rất hài hước. Có điều còn tạm, chưa nói chúng ta mặc người giả thú. Giang Tử Mỹ cười nhạo ở sau lưng người ta là có vấn đề về phẩm chất đạo đức đó. Ờ, thầy Lam à. Ừ? Hình như là anh ốm đi rồi hả? Có phải là từ Adelaide trở về tới nay anh luôn liên tục chơi bời bên ngoài không? Quán triệt lý luận hành động lật đổ quá khứ, phong phú hiện tại của mấy anh. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Đã bắt đầu hành động rồi. Hào hứng cuồng nhiệt, phong phú đa dạng, đủ loại cảm xúc, vui vẻ phơi phới. Bắt đầu thật rồi sao? Ừ. Bội phục. Kết quả thế nào rồi? Thành quả rõ ràng. Dĩ nhiên cũng có gian nan trắc trở một chút thôi. Nhìn hai người có vẻ như sức cùng lực kiệt, còn dương bụi trần gian truân. Ê, vẫn còn lưu lại dấu tích khổ hận sâu nặng. Đây chắc chắn là còn trắc trở rồi. Hai anh muốn uống gì? Rượu đó. Wow, chưa lật đổ tật xấu này hả? Rượu gì đây? Đều được. Đúng, chúng tôi dễ phục vụ, uống rượu gì cũng được hết. Ngồi đi, ngồi đi. À, được. Đây chính là cảnh giới cao nhất của bợm nhậu. Biết trước tôi đã chuẩn bị ít cồn y tế cho hai anh rồi. Nè cô bé. Ừ? Cô với lại Giang Tiểu Mỹ thật không hổ là bạn thân đó. Miệng lưỡi đều chua ngoa như vậy sao hả? Tâm ý tương thông, cùng chung chí hướng thôi. Chuyện này là sao vậy? Ủa, như vậy tức là sao đây? Đây là buffet tự chọn à? Chị Tiểu Mỹ là cổ đông lớn nhất của quán bar này, hướng dẫn viên chỉ là làm thêm. Làm thêm. Cổ đông lớn tức là bà chủ rồi. Ừ. Nhà nữ tư bản nha. Giang Tiểu Mỹ, cô được lắm đó, khiêm tốn như vậy. Thầy Lam à. Hả? Ngày hôm nay uống như một chút đi, đừng lo phần dự toán, Giang Tiểu Mỹ sẽ đãi mà. Thích hợp không vậy? Quá thích hợp luôn đó. Xinh đẹp rạng rỡ, thần thái tươi tắn, ăn mặc hợp thời, nhân văn phòng cấp cao. Giống. Hey, nhân viên 3-0. Không tiền, không việc, không nhà. Wow, được quá nha cô bé. Đúng, ở độ tuổi của cô bây giờ có khí chất như vậy, có thể không việc, có việc mệt biết bao nhiêu chứ. Ừ, tôi đã hiểu rồi. Hèn chi anh cũng là dân du thủ du thực, bởi vì anh tự cho là bản thân mặt mũi cũng rất có khí chất đó. Ê, anh nhìn thầy Lam xem. Hả? Mặt mũi kể ra cũng rất có khí chất, chẳng phải cũng siêng năng cần cù làm việc hay sao hả? Cảm ơn quá khen. Nói thật cho mọi người biết nha, tôi muốn đổi tên cho con trai tôi thành Hảo Soái lâu rồi. Ừ. Ừ. Nếu đổi thành như vậy, người khác nhìn thấy sẽ nói: ô, bà Hảo Soái đó kìa. Vô sĩ quá đó. Hai người cười cái gì vậy chứ? À đúng đó. Lẽ nào hai người cảm thấy là từ Hảo Soái này dùng với thầy Lam của chúng ta buồn cười lắm hay sao? Phải khiêm tốn à, cho dù mặt mũi như thế nào đi nữa cũng phải khiêm tốn chứ. Anh như vậy là có hơi không khiêm tốn rồi đó. Có điều nói đi thì phải nói lại, nhà cửa, việc làm, tiền, ba thứ vừa nêu này, có thứ nào không khiến người ta áp lực chứ? Có thứ nào không khiến người ta phải khổ sở chứ? Ừ. Chỉ cần bỏ ba thứ này, không còn phụ thuộc vào nữa, mới đúng là ba không mới. Không vướng, không bận, không áp lực, mới có thể sống đặc sắc, sống thật là tự do.
sẽ có ba không mới nữa đó. Không lo, không nghĩ, không tiền đồ. Bạch Chí Dũng, vừa rồi tôi còn ở đây tốn công lải nhải khuyên Hiểu Âu đi tìm việc làm, anh lại tới nói một tràng lý lẽ sai trái. Vừa nghe tôi dậy tới chán luôn. Anh nhìn xem, lại phấn chấn lên rồi kìa, ánh mắt lại láo liên rồi. Thật ra thì những thứ mà mình sở hữu càng ít, gánh nặng trong lòng sẽ càng dơi bớt, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Bây giờ cả đám người ra vẻ thông minh, ngày ngày cứ kêu gào phải sống thật thoải mái, phải sống thật thoải mái. Kết quả ra sao? 99% trong số họ đều chỉ là nói miệng thôi, hoặc là không dám làm vậy, hoặc là lười không muốn làm. Nhìn thấy rồi chứ, nhìn thấy rồi chứ thì làm. Cách sống mà chúng ta đang nỗ lực miệt mài theo đuổi, cô bé này đã hưởng thụ từ lâu rồi, là tấm gương đó. Cô Hiểu Âu à, nói như vậy cô cũng theo phái tự do phóng khoáng hay sao? Xã hội thời nay khoan dung biết bao nhiêu, sẽ không kỳ thị loại nhân viên ba không như chúng tôi đâu. Cứ ba bữa nửa tháng có người khen ngợi chúng tôi phóng khoáng, suy nghĩ thoáng. Nghe đi, nghe đi. Giang Tiểu Mỹ à, Giang Chính Quỷ, bên cạnh cô cuối cùng đã có người sáng suốt rồi, là người cùng đường đó. Sáng suốt cái mốc gì? Tôi thấy là mấy người vô trách nhiệm như các người, vô tình tụ hợp một chỗ, thói xấu như nhau, hùa nhau làm càn. Muốn được tự do, tự tại, thoải mái, đợi hết tiền xài rồi mới đi tìm việc làm thôi, cũng đâu phải chuyện lớn. Bội phục. Em ấy ăn ở nhà tôi, sống ở nhà tôi, dĩ nhiên là không tiêu tốn tiền gì rồi. Bạn bè mà, dĩ nhiên rồi. Gần đây tôi cũng thường xuyên ở nhà Bạch Chí Dũng ăn nhờ ở đậu. Dù gì Bạch Chí Dũng cũng là một cấp cao mà. Cấp cao? Nhân viên cấp cao. Bạch Chí Dũng dù gì cũng từng là một nhân viên cấp cao. Giang Tiểu Mỹ dù gì cũng là một bà chủ. Tôi là một giáo viên nghèo, cô là một nhân viên văn phòng mất việc, cho nên nói chúng ta xài tiền của họ, cứ bình thản xem lẽ đương nhiên, mặc tình mà sai. Không sai. Cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Tiền có thể mua được căn nhà nhưng không mua được gia đình. Như tôi đây là ví dụ sinh động nhất đó. Có những gia đình chỉ vài sợi mì đã tạo nên cuộc sống ấm áp hạnh phúc. Có những gia đình cả đống tiền gửi nhưng cuộc sống lại bị dày dò trong mớ hỗn độn. Tổng kết quá chuẩn xác. Nhảm nhí. Âu Hiểu Âu, em đừng nghe họ ở đây xúi giục đó nha. Con gái để dành chút tiền là để giữ tự trọng. Trước đây mẹ chị luôn nói là nhất định phải nuôi con gái sung túc, không thể để nghèo khó. Nếu không một miếng bánh kem, một bộ đồ đã dụ được con đi mất, không có khí phách. Giang Tiểu Mỹ à, quả thật tôi không đồng ý với cách nói của mẹ cô. Hoặc là cô không đủ trình độ nên đã hiểu sai ý của mẹ cô rồi. Nuôi con sung túc, sung túc này không phải có ý chỉ tiền bạc, mà là có ý chỉ về tinh thần, kiến thức, tu dưỡng, trải nghiệm. Không tiền là không khí phách sao? Không tiền là không còn tự trọng hay sao chứ? Tôi không còn gì để nói. Làm sao mới có thể bay cao bay xa đây chứ? Cô Hiểu Âu à, lớp trẻ 9X đầy sức sống như cô, xin góp một chút ý kiến cho ba người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên rầu rĩ chán nản này đi. Đơn giản thôi, cho dù các anh có bay thế nào thì nhất định phải làm cho được một điều, chính là tâm phải bay lên trước. Dám nghĩ dám làm, tâm tư cuồng dã mới hưởng thụ cuộc sống tự do bay lượn. Lại nói chuyện bay à, cố chấp quá rồi đó. Anh Hoàng à, anh mau ngồi đi. Hôm nay chúng ta gặp được cao nhân rồi. Hiểu Âu à, cô nói tiếp đi. Làm sao bay đây? Ê, ba với không bay gì đây, tôi nghe tới chóng mặt luôn rồi. Các vị phi hành gia đang muốn bay đi đâu vậy? Bay theo hướng của tuổi trẻ, bay theo hướng phấn khích, bay theo hướng lật đổ. Cánh chim tuy nhỏ nhưng lại chơi trong cả bầu trời lớn, đáng lắm. Không sai. Mục đích lần bay lượn này là để ngăn trước ngừa sau này, chữa bệnh cứu người. Cho nên chúng ta bay lần này là đúng đắn, là tích cực, là cầu tiến, là làm chủ tiết tấu. Sao tôi nghe ý câu này vẫn còn có vẻ hơi diễn dông vậy hả? Tôi không phản đối bay vì chữa trị tâm bệnh của mấy anh, nhưng tại sao cứ phải dùng mấy từ như lật đổ, như kích thích hay là điên cuồng gì đó vậy hả? Tại sao lại không thể dùng cách thiết thực, hai chân bước đi trên mặt đất để vượt qua chứ? Giang Tiểu Mỹ, theo trường phái cổ điển, chị ấy nói bước đi trên đất, vượt qua nghĩa là bác sĩ tâm lý nè.
tự mình điều chỉnh nè, tìm bạn bè tâm tình hay là ngồi lại nói chuyện với người nhà bạn bè. Anh Hoàng à, anh đừng có gật đầu lung tung chứ. Tầm thường, quá tầm thường. Tôi chỉ có gật đầu thôi, sao lại là tầm thường chứ? Tôi nói là Giang Tiểu Mỹ tầm thường. Giang Tiểu Mỹ, bây giờ thứ mà chúng tôi cần không phải là chỉ dẫn của chuyên gia tâm lý như cô, chúng tôi biết hết. Thứ chúng tôi cần là hành vi được bay lượn tự do thoải mái thiết thực hơn đó. Tại sao cô không thể ủng hộ chúng tôi chút chứ? Sao cô cứ đâm chọt chúng tôi hoài vậy? Sao cô lại cổ hủ như vậy chứ? Tôi cũng vô cùng hiểu cho suy nghĩ của ba anh em cùng khổ của các anh. Nè nè nè, 2,5 người. Anh bạn khổ nạn này vẫn chưa có thông suốt đâu hả? Tôi biết rõ mục đích của các anh là muốn bay, là vì muốn vui vẻ, muốn sống thật vui vẻ. Chuyện này rất quan trọng. Lý do muốn vui vẻ này vô cùng quan trọng luôn. Tôi kiên quyết không thể phản đối. Đợi đã cô bé à. Có thể nào sửa cái từ vui vẻ này sửa thành thư thái hay không hả? Có gì khác biệt hay sao hả? Dĩ nhiên là có khác biệt rồi. Đàn ông con trai kiểu gì nói chuyện bắt bẻ từng chữ, có ngang ngược quá không vậy? Cô nghĩ xem, cứ nói vui vẻ gì gì đó, tôi thấy rất giả tạo đó, rất phù phiếm. Nói kiểu cuộc đời cao siêu quá, nói chuyện cuộc đời vui vẻ, cuộc sống vui vẻ gì đó, cảm giác như là đóng phim, giả. Thư thái, tốt biết bao. Thực tế, chất phát cảm giác như đang trên mặt đất. Hả? Chúng ta giao hẹn sau này không nói từ vui vẻ, chúng ta chỉ nói thư thái. Thư thái. Hả? Mấy hôm nay sao tôi thường xuyên nhả ra mấy từ hay ho vậy chứ? Hả? Hôm qua là tranh đoạt, hôm nay là từ thư thái. Hai từ tranh đoạt thư thái, quá hay. Anh sao vậy chứ? Chẳng phải chỉ có một chút nước miếng sao? Chơi tôi dơ à? Không, xoa điệu. Anh Bạch à, tôi cảm thấy anh nói rất là đúng. Thư thái, chất phát hơn, chính xác hơn là cảm nhận của bản thân.